Công ty cổ phần Minsa là một trong những đơn vị phần mềm hàng đầu Việt Nam với 20 năm kinh nghiệm sản xuất và triển khai phần mềm cho các đơn vị hành chính sự nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp. Sản phẩm của Minsa là kết quả của sự tìm tòi, sáng tạo, áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu về nghiệp vụ của khách hàng với giá thành hợp lý nhất. Minsa có một trụ sở chính, một trung tâm phát triển phần mềm, một trung tâm tư vấn và hỗ trợ khách hàng và 5 văn phòng đại diện trên toàn quốc. Hơn 100.000 khách hàng đã và đang sử dụng phần mềm Minsa. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng doanh nghiệp làm phần mềm và dịch vụ nội địa tốt nhất Việt Nam 2009, 8 giải sao khuê, 11 cúp vàng Big Cup và liên tục nằm trong top 5 đơn vị phần mềm hàng đầu Việt Nam đã minh chứng rõ nét nhất cho những thành công của Minsa. Một trong những cái giá trị cốt lõi của Minsa đó là mang lại cho khách hàng cái sự hài lòng. Và để đạt được điều đó ấy, thì toàn thể cán bộ nhân viên Minsa đều phải nỗ lực hết mình để mà có thể phát triển được những cái sản phẩm và dịch vụ với cái chất lượng cao nhất. Chúng tôi luôn luôn nỗ lực để mà nghiên cứu những cái nhu cầu của khách hàng cũng như là nỗ lực để mà áp dụng những cái công nghệ mới nhất vào cái sản phẩm dịch vụ của mình. Nắm bắt được nhu cầu của nhiều doanh nghiệp, công ty cổ phần Minsa cung cấp giải pháp AMIS.vn, hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất, giúp các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp. Cái phần mềm đó không chỉ là giúp quản trị tốt hơn tài chính, mà còn giúp cho cái việc là tiết kiệm này, thời gian này, tiền bạc này, và làm cho cái quy trình tài chính minh bạch và quản trị được thường xuyên. Hệ thống AMIS.vn giải quyết được mọi tác nghiệp trong doanh nghiệp, đặc biệt là công tác quản trị tài chính kế toán, quản trị nhân sự và quản trị bán hàng. Chúng tôi đánh giá cái chất lượng của các dịch vụ phần mềm của Minsa thì rất là uy tín, chuyên nghiệp và năng động và đổi mới. AMIS.vn là phần mềm online, do vậy người dùng có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có Internet. Những người làm công tác quản lý thì rất là cần những cái phần mềm, những cái công cụ để cho hỗ trợ mình có thể là quản lý về vấn đề nhân sự, vấn đề tài chính, kế toán, vấn đề các hoạt động kinh doanh ở trong công ty. Chính vì vậy thì Mai Thuyền nghĩ là với những cái phần mềm AMIS sẽ là một cái công cụ rất là tốt để hỗ trợ cho công việc quản lý của những doanh nhân bận rộn như Huyền. Bởi vì phần mềm này được đưa trên hệ thống điện toán đám mây, cho nên là chúng ta có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi, bất kể không gian, thời gian nào. Cho nên Huyền nghĩ đây sẽ là một cái công cụ rất là hiệu quả cho các doanh nhân. Với AMIS.vn, người dùng không phải trả tiền mua phần mềm, phí nâng cấp bảo trì, mà chỉ phải trả phí dịch vụ sử dụng hàng năm theo dung lượng đã đăng ký. Tôi đánh giá rất cao Minsa là cái việc Minsa đang chuyển dịch theo cái xu hướng của thế giới là phần mềm như là một dịch vụ để giúp được các doanh nghiệp chỉ với một cái chi phí rất phù hợp và có một cái dịch vụ hết sức thuận lợi. Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.vn, toàn bộ dữ liệu của đơn vị được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế của Viettel IDC, đảm bảo tính an ninh, bảo mật. Với cái sản phẩm này thì tôi chắc rằng yên tâm rằng là khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về đảm bảo cái độ bảo mật an toàn thông tin. Trung tâm tư vấn hỗ trợ khách hàng với đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và tinh thần tin cậy, tiện ích, tận tình qua tổng đài 1900 8677, email và diễn đàn cộng đồng Minsa sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng sử dụng sản phẩm của Minsa một cách nhanh nhất. Tin cậy, tiện ích, tận tình là cái khẩu hiệu mà toàn thể cán bộ nhân viên của Minsa đang hướng tới để mà phục vụ khách hàng. Tin cậy ở đây ý nói rằng cái con người Minsa, sản phẩm dịch vụ của Minsa mang đến cho khách hàng nó có một cái chất lượng và hàm lượng tri thức rất là đáng tin cậy. Tiện ích ở đây ý nói rằng các sản phẩm dịch vụ của Minsa luôn luôn giải quyết được toàn bộ các cái yêu cầu tác nghiệp của khách hàng. Tận tình ở đây ý nói rằng cái con người Minsa, từ những người làm kinh doanh, những người làm hỗ trợ khách hàng cho tới những người phát triển sản phẩm và những người có liên quan tới khách hàng thì luôn luôn phục vụ khách hàng với một cái tấm lòng mà từ trái tim của mình mong muốn rằng là có thể làm cho khách hàng luôn luôn hài lòng
về con người, sản phẩm dịch vụ của MISA.